buổi sáng nè, mình không biết nấu gì, mình nấu cháo. Cái này mình lấy có một chung gạo à, cái chung mà thứ nấu cơm á, mình lấy một chung à. Giờ mình đem mình đi vo. Giờ mình bắt mình để lên đây đi, cái mình đi chợ mình mua đồ mình bỏ vô, mình đi chợ về là cái cháo nó cũng nhừ rồi. Tại vì á, bình thường thì mình không có, hồi tối này á mình bị khó ngủ, ngủ là không phải là hồi tối nữa, hồi khuya này ngủ không được, cái mình lăn qua lăn lại hả, mình không biết lúc đó là mấy giờ, tại vì không có điện thoại, cũng không có đồng hồ coi nữa, không biết mấy giờ, mình lăn qua lăn lại suốt, mình chờ mẹ thức thì mình thức luôn. Bây giờ là sáng, giờ mấy giờ mẹ? Năm mấy vậy? Chắc cũng năm gì rồi, 40. Hồi tối con thức mà con không biết là mấy giờ, mà con nằm hoài, con chờ trời sáng mà trời không sáng, mà trời gà gái, không có gà nào gái hết trơn. Tới giờ đó mới gái. Thì con không biết là lúc đó mấy giờ á, chắc 2 giờ 1 giờ. Vậy giờ mẹ coi giùm con chợ cái gì về này nha. Ở nhà thì mình là người đi chợ, tại vì chị hai chị không có rảnh, chị bận dữ lắm, tối chị không có ngủ được nhiều, mẹ thì mắc bi này cũng không có đâu có đi được, nhiều khi cả năm trời mẹ mình không có bước ra tới chợ luôn á. Thì mình bây giờ thì mình đi chợ thôi. Sầu huyết này hồi sáng mình mua nè, mà sao mà khó cại nhưng mình tính cại sống nè, đừng, tại vì mình thấy đám tiệc của người ta cại sống không à, chứ người ta không có làm cho chín, chắc mình không có đồ cại, người ta kia chuyên nghiệp người ta có đồ cại. Bỏ vô đây mà thấy lộn 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 máu này là mình thường máu bỏ, còn máu con này là mình giữ lại từng giọt luôn. Sao mà khó dữ vậy ta? Chỗ mà khó dữ vậy? Sao thấy người ta cạy dễ lắm? Thiệt, mình thấy người ta cạy dễ lắm. Sao thấy đám thiệt là người ta bỏ nguyên, người ta nấu cháo thì bỏ nguyên dĩa máu không à? Còn sống nhăn luôn. Được mà bảy? Có con được không? Nãy giờ mà bảy thì học. Cái được bốn con. Được bốn con. Mình chưa được con nào luôn. Vậy không đem qua trụng nước nóng sơ con cái. Trụng thử mà bảy. Trụng thử xem mà bảy. Trụng thử. Trụng thử chút dễ cậy. Nước sôi à. Nồi này không phải là cháo. Cái này mình trụng. Nắp lại cho nó đều đó. Trụng cho nó chết hả? Với lại ăn sầu huyết thường người ta ăn nửa sống nửa chín. Mình ăn được luôn á, mình ăn nửa sống nửa chín. Rồi. Chừng mấy phút ta? Em biết con thấy vậy, con nghĩ vậy chắc được rồi. Em bắt con. Nóng cái vỏ nữa. Bắt con ra thử đi. Chưa nóng cái vỏ nữa. Chắc là chín rồi. Trộn sơ thôi. Nhà nước mà. Để coi thử cái mình gỡ được không nha. Nè.
được không bà? À, được rồi, được rồi, nhưng mà nó mới tái à. Nhưng mà lấy ra chứ ngon hơn cái vụ mà vậy nó chảy ra tùm lum nè, chảy máu tùm lum nè. Ấy được, được, đúng rồi. Bây giờ mình nóng quá. Coi ở tên quán như vậy là ăn được rồi bởi. Thấy người ta làm á, nửa sống nữa chứ. Vậy nó ngọt, mà thôi vậy ăn nó bổ. Còn mình làm chín quá thì ăn nó bổ. Nghiêng được vậy. Bình thường mình không có ăn quýt được. Nhà mình không có ăn quýt, nhưng mà ăn quýt con này thì được nè. Con này tại nó vậy mà. Con này nó ở dưới nước nè, mình ăn được với nó thơm ngon nữa, bổ ngáo nữa. Mà ăn nhiều quá bị viêm màng túi. Hồi đó mà phải con này ăn ngon ha. Hồi đó có 50-60 ngàn ký à. Giờ mắc gấp đôi. Tăng hả? Tăng mốt. Nó nãy mập nè. Mập hết rồi. Mập luôn à. Mày mới. Vậy là mình mua không có bị hớ rồi. Không có bị ốm. Cháo của mình nó sôi vậy. Nó sôi nó muốn cạn luôn rồi nè. Có cái màn. Hồi nhỏ cái lúc mà cái màn mày đóng vòng vòng cái nồi nè, mình hay gỡ mình ăn lắm. Lúc mà nấu cơm á, mình hay gỡ mình ăn, giờ thì hết rồi. Giờ cháo này á, mình bỏ con sò huyết vô rồi mình bỏ nấm vô, bỏ rau vô thì nó sẽ hơi đặc. Nên mình chim thêm miếng nước nữa. Cái này là cái vỏ sò huyết hồi nãy nè, mà nó còn dính máu. Dùm chế nước vô, mình lấy máu của nó lại. Không cho mất một giọt máu nào hết á. Thực ra tại cái vỏ này nè, cái vỏ này nó rất là sạch. Tại mình kêu người ta xịt rồi. Xịt là nó sạch, giống như mình để y nguyên vậy, mình đem vô mình về mình xào, mình rang rồi ăn được luôn, nút vỏ được luôn á, cho nên là vỏ này sạch lắm. Nên mình lấy lại. Lấy nước ngọt. Lấy cái nước ngọt này nè, còn máu không nè. Rồi, Vi bưng nấm mày đưa dì ba đi con. Ê, giỏi quá, coi chừng đổ con ơi. Giỏi. Trời ơi. Con gái ai đẻ mà mình nhờ đảo mà ta. Giỏi quá. Giỏi mà ta. Ừ, đây đây đây. Rồi, lại đây ba bỏ vô nồi cho nha, cho coi nha. Ba bỏ vô nồi cho con coi nha. Đừng 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 đừng. Nè. Văng nha, văng. Rồi. Nè, nắm nè. Không, đừng đừng đừng, con đừng bỏ vô ca. Không á, nè. Đó, con bỏ vô nồi luôn. Nha, con lát cho bia mùm nha. Cháu dịch của con. Cháu dịch hả? Cháu cháo dịch của con. Cơm của con. Ừ. Cái này là cháo, cháo sò huyết. Con nói vậy, cháo sò huyết. Cháo sò huyết. Đúng rồi, cho Vi ăn cái này, Vi ăn được nè. Tại cái này là cái con này nó nhỏ nhỏ nè, Vi ăn được. Ăn vài con chơi là được. Hồi nãy mình với mợ bảy gỡ hoài mà gỡ không có ra. Cái là trụng lại á, gỡ dễ lắm, gỡ nhanh là nhanh luôn, nó chín tái tái á, y như ở trong tiệm mà nó làm tái tái tắm đóng à. Dở vậy. Vi Vi hát ngồi bé nghe Vi. Hát đi con. Nè ba cầm đi con hát nha. Rồi. Hát đi, hát đi. Hát lắc lên, lắc lên. Vi Vi hát quả đi cầu cái bóng đại dương này.
Ba ba ba. Giỏi quá. Giỏi lắm. Hát bắt rồi, hát bắt rồi. Múc ầm một lát cho Vi ầm nha. Lát cho Vi múc Vi ầm. Giỏi quá, giỏi quá. Múa múa là công chúa biết bay. Thôi mày lại khi mình xuất hành nha. Nêm cháo là phải sắc nhãn, nên mình sắc nhãn nè. Sao kỳ vậy ta, sao mỗi lần nêm cái gì là kiểu có một kiểu sắc hành khác nhau à? Đố Vi, ba đang sắc cái gì? Sắc hành. Ờ thôi, giỏi quá. Sắc hành, trời ơi. Sắc hành lá. Ừ. Đừng con, cay lắm con. Cay mắt á. Cay giống ớt vậy đó con. Cay giống ớt vậy đó, biết không? Cá bò. Mẹ ơi, sắc cái này luôn hả mẹ? Người biết luôn hả? Ba chuyện con. Không, ba con chờ ba sắc xong rồi con mới dịnh. Sắc luôn hả mẹ? Ừ. Ủa, cháu có thêm này hả? Có. Nó nhuyễn luôn hả? Ừ. Nó cháy nên thơm. Cháy hả mẹ? Ừ. Vi té rồi con. Đứng trời ơi. Rồi con đứng con ôm ba đi. Vi kể chuyện cho ngoại nghe coi. Vi chuyện con dao của con đâu? Con dao của Vi đâu? Ờ chút xíu ba lấy cho nha. Chút xíu ba lấy cho. Chút thôi chút xíu ba lấy cho rồi Vi cắt. Chứ con dao này dao của ba. Vi có con dao đồ chơi á. Dao mũ á. Tụi cho nó lại nó lấy. Tấm thớt Vi đâu? Vi tự lấy đi. Tấm thớt nữa. Tấm thớt nữa con. Cắt được chứ. Nè ba cho con cắt á, con cắt đi. Đừng thọt tay vô cái con dao, cắt đứt cái tay. Bầm đi con. Đừng thọt tay vô con dao đứt cái tay nha. Dao đồ chơi của mày. Rồi. Rồi, giỏi quá. Ừ, giỏi quá, cảm ơn. Cái hành đó hả? Rồi cho Vi nè. Nè, Vi sai. Đừng thọt tay vô dao nha. Chắc là không có thọt tay vô dao vậy. Thôi xong rồi thôi nha. Bốn người đó chứ bốn người cột. Với hai bó kia. Này có bó nhỏ hả? Này có bó nhỏ đó, 10 cây hay 12 cây, 10 cây phải không? 10 cây. Ba hồi có bó 10 cây, ba hồi có bó 6 cây. Có 6 cây nó bự hơn. Vậy hả? Ừ vậy thôi bó 10 cây được rồi. Mà bó nào nó cũng 40 ngàn thôi, mua cái này cho lỗ. Mình bỏ cái hành cháy nè, với cái rau hồi nãy, cái rau gì mình quên mất rồi. Vừa mình vừa mới bỏ vô. Nè. Màu nó đẹp ghê luôn á. Mà nó thơm nữa. Nghe thơm chưa Tiền? Thơm. Thấy màu đỏ đỏ không? Biết màu không. Gì không? Không thấy màu gì đó. Nè. Màu máu, màu máu. Máu hồi nãy ba chế nước vô cái vỏ ha. Ba chế vô cái nào vậy á? Thôi vậy thấy ghê không? Ăn vậy cho nó bổ hả? Đúng rồi. Ta mình ăn là... Này đâu gọi là đỏ, nó chỉ mới nâu nâu à. Cho đáng đồng tiền chứ. Rồi vét nó đáng đồng tiền khúc ruột. Vậy còn tiếc nữa không? Lượm cái vỏ lên nút lại. Lấy cái vỏ làm... Vỏ ốc, vỏ bông hả? Không, là mình lấy cái vỏ cái mình lót đường đi. Cho đường trơn. Cái vỏ này nhám nè. Nãy giờ mình nêm xong rồi nè, giờ mình đem ra. Mình múc ra. Đó. Múc ra cái nồi đựng lát mình trụng rau á, cho nó dễ. Bỏ vô nồi lẩu nè. Sôi ồn ụt hết trơn rồi nè. Giờ mình mà bỏ miếng sầu huyết vô là được rồi á. Mình bỏ vô mình múc ra ăn được rồi á. Bỏ sầu huyết vô tiền. Vậy thôi mình đổ vô luôn đi. Nồi này tiền giả nhà mình ăn hết mà.
Múc không múc, ấy cái tô chảy bên tô rít tô. Đó, thấy không? Đó, đó, đó. Đó. Liếm liếm. Đâu biết ổn. Thấy mày. Nãy người ta chắc chưa từng giọt, hiện giờ đổ mấy giọt. Thơm quá. Nó đen lại luôn rồi chị ba. Ờ đúng rồi, nó đen rồi nè. Ngọt lắm hả? Ừ. Mẹ con cần chó. Mẹ cho con chó, chó ngủ rồi con. Chó ngủ rồi. Chó ngủ rồi, chó ngủ. Mở rau vậy luôn đi. Cho con chó ha. Bỏ ra. Trời ơi thơm quá Tiền ơi. Xin mời các bạn nha. Tiện dùng lắc chứ. Dạ. Tiện dùng lắc cái chén chứ. Lắc 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 cái chén thằng chơi gớt chứ. Mẹ bãi ăn. Ăn mà bãi ăn mẹ. Lạc chan nước mắm thêm mẹ ơi. Sáng giờ nhà mình chưa ăn gì trơn á. Vậy hả mẹ? Bởi vậy hồi nãy ba chắc nước của cái giỏ ra. Chắc chết. Cái này còn thiếu gì phải không? Gì vậy? Thơm. Hồi nãy có hành trái lửa gì chưa? Có. Cái này phải nha. Nãy có thêm tôm nữa là ngọt nữa. Ừ. Nãy có hành củ cháy mà hành lá cháy rồi cái lá ngò rí cháy nữa. Bà bảy biết chưa? Núm mà bảy, núm cháy mà bảy lựa tay nhỏ nhỏ này ha. Rồi bảy để vô ăn nó ngọt mà bảy cắt ra ăn không ngon mà. Ăn cục núm nó không ngon mà. Để xem. Ở trên chợ hình ăn nó bán nó gom gom mọc luôn. Quá chừng thù huyết luôn nè. Ngọt hay rau luôn nè. Ừ, cái cục nấm này đâu có cắt ra đâu, cắn vô cái bập cái gà rụng răng. Rụng răng. Cắn lưỡi. Bỏ rau vô cũng ngon ghê. Ăn mùng tơi ngon hả mà bảy? Ăn nhiều nhiều vô nha mà bảy. Tại đằng nội còn còn nữa. Còn cháu. Mà bảy biết không? Biết gì rau đắng đất cơ mà bảy. Mà thiệt là đắng hen, mình ăn với cháu thì mình thấy nó không đắng. Đúng không? Mày rau nóng đất đó thì ăn lên thuốc kiếm nó về đâu. Ừ. Đó mà phải biết cái đâu mỗi lần bơm cát rồi phải tự nhiên mọc lên quá trời luôn á. Nó mọc lên xem thời gian này cái mình đem vô chậu mình tầm nó chết đâu mất tiêu. Nó cha tầm mà nó, hồi đó cha tầm mà nhớ không Tiền? Nhớ tầm rồi đây nè. Cha tầm chứ đâu phải bơm cát. Nó cha đem vô. Cha đem vô cát nó tốt chứ đâu phải gì. Đấy, có cái chậu vô phân tầm tốt ngon để dành cắt ăn. Cắt nó cháo. Nó khó kiếm quá. Ăn lên thuốc ăn ở chợ bán thì mua về trồng được ăn ruộng mà nó đó cũng có ngày được cái này mua 1 ký hả vô em mua 1 ký 2 mà lấy ra được chắc còn 2 tầm gam quá lâu lâu ăn lần thôi chứ không có dám ăn hoài. Bữa nay mình lâu lâu mình làm cho cả nhà mình ăn cho nó ngon miệng lạ. Mà sao thấy ở ngoài đám cưới á, người ta gỡ sống nhăn à. Chứ ta không gỡ chín giống giống như mình, sao ta gỡ hay. Ta gỡ mấy người ngoài chợ người gỡ luôn mà. Không phải người ta mua gì người ta gỡ đâu. Mà chợ người ta gỡ thẳng mà. Vậy hả? Người ta có đồ gỡ. Hay gì vậy ta? Cái bà bán á, ta gỡ thẳng luôn. Để nhanh dữ lắm mà bà. Một ký gì gỡ. Mà giống như, cái đó phải mua nhiều cơ. Ờ. Mua nhiều ta mới gỡ giùm. Sao có đồ gỡ gì chứ mình làm dao mình chỉ luôn được. Sao hồi nãy em mà bảy gỡ mà gỡ đâu được, nó cứng ngắt hà. Nó còn sống á. Gỡ nghề men gì cũng có nghề mà. Không dám đâu. Cái bà ngoài chợ bà gỡ á. Cái móng tay bà lúc nào cũng khỏe mà bị huyết vô miếng vậy nè, bị huyết vô cái móng thiệt á. Không biết là bà gỡ bằng tay hay bà gỡ bằng gì nữa. Mà lúc nào bà gỡ bằng dao, bà gỡ bằng dao. Gỡ tay có khi á. Có khi hen con dao nó cắt đứt móng tay sâu nó tới xương tay phụ vô. Vậy là mình vô chồng có cài mua chắc có. Ừ, có. Nào giờ em nói. Ai có răng mới ăn được chứ không có răng ăn được. Mà đi về mới làm được. Đâu đâu. Vậy hả? Ở đâu mà ăn? Nuốt được, nuốt cộng được. Mình sửa đâu hả? Ờ để chút xíu tôi lấy cho. Mình sửa đằng 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 cái sơ cái đồ đồ chơi con kìa. Rồi rửa để đâu rồi? Cái này đá mình mua cái thằng kia đó. Ba bàn được. Dạ. Cảm thấy em đi.
thấy tâm đám cưới ít dữ lắm. Còn ấy mình kêu làm bớt nữa đi ta. Dạ. Để vô tự mình múc lấy rồi ông. Mà chắc là mình làm sống mình chế máu me vô cái nồi á, vô nồi lẩu á. Ghê quá. Thì chắc ăn ngon hơn. Để đi con người ta lựa cơm cho nước máu đi ra trong cái nồi luôn. Quý á, dạ. Sầu quý á, còn máu. Sầu quý. Cứ biết đó. Không hỏi đánh mình vô cả thành vậy. Cái hạng thành vậy, để đi con vậy để vô luôn cho mình chết cho ăn. Nó quen qua chồng chết có ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì làm giống như nấu cháo mình làm vậy nè. Ăn nãy giờ mình chưa ăn, nhưng mà nghe đồn là ngon dữ lắm. Còn quý vị thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Là làm thiệt các bạn nè Vy. Ăn. Sao hả? Mắt thịt cháu bú rồi. Mắt thịt cháu bú rồi. Con bye.